Chào mọi người. Hành trình quen thuộc. Đi vui chơi với mấy anh em. Chà. Bữa qua đâm mưa lớn nè, giờ nó xối đường chưa nè. Người thấy không? À. Bữa mà đi đây nè, trời mưa, mưa lớn đi lên cái đường này khó lắm nha mọi người. Biết sao không? Nước đó trên gừng nó đổ xuống chảy xiết lắm. Đi nước chảy xiết đâu thấy đường đâu đi đâu. Phải mò từ từ từ. Rồi khi dấp mấy cái cây nữa nè. Té như trời đó, không có giỡn nữa. Nước đổ ra biển thôi. Phía đây cây mây nhiều quá. Mây không. Đây thì có cây gì to quá. Cung đường quen thuộc đi ra ngoài. Mọi người có thấy quen không? Cổng thiên đường của mình đó. Ra là gặp biển liền. Rất đẹp. Bữa nay trời gió lắm nha. Mà gió nó bạc, bạc hướng ra ra ngoài. Bạc ra. Thank you.
thành quả hôm nay. Biết sao câu nhiều chứ không? Tại hôm nay đi đông lắm, đi tới 7 mạng. Nay câu vô tình câu được em muốn sao nè. Hé nè nè nè, còn nhiều bố đè hết. Tại mấy con thấy mấy con muốn bông mà câu không được, con nãy con chạy 2 con. Mặt bạch không? Khô quá. Ngậm xong nó nhả rồi đó mới ghê. Ủa đây bắt được con ơi. Ốc tự tượng này. Ốc tự tượng này bự à. Con này chắc cái gửi quá. Nặng trời, nhỏ mà nặng ghê trời. Sà lông. Ok. Trinh nữ. Này coi chấm chấm không hả? Chấm chấm không hả? Bắn còn có mó nè kìa. Mó xanh. Dao nằm trong cái vỏ này em. Đây mình đang nấu canh chua. Thằng Gàng nhiệm vụ đảm đương nhiệm vụ nướng cá. Đây để quên cái dĩ nhà rồi, lấy hai cây súng bắn chĩa. Nướng luôn. Đó, Gàng nó đang thành sát cá để nướng cá. Còn đây. Đây, thằng Hòa đang làm gì Hòa? Làm sả ớt. Sao sả ớt ốc cái tượng. Thằng Tăng á thì đang làm mù tạc rồi đó. Xong làm nấu cá đã nướng xong. Mình đạo diễn món canh chua. Nấu ngon cũng ăn, nấu dở cũng phải ăn nữa. Dù bởi sao nó có hai loại cá mú đó. Không phải đâu, mú nó mú sao rồi. Mượn mượn rồi gấp đây. Canh chua là xôi. Cho ớt đồ nhiều nhiều đi anh. Cắt ớt giùm anh đi Vũ. Ớt đâu? Đó mình đã sau lưng gà đó. Kéo đâu rồi? Kéo đâu? Kéo cho con đang làm rồi. Ngon rồi đó. Bỏ ớt vô rồi bắt đầu bỏ cá rồi được rồi đó. Cắt ớt rồi vô. Bốn trái đi. Ê có mớ ớt canh chưa? Có chưa? Cắt hai ba trái đi được rồi, để hai trái này dầm ớt nữa. Để hai trái chấm nước mắm rồi. Bốn trái được rồi. Chưa ớt kia. Mình ăn giòn thôi. Rồi. Bỏ cá là được rồi đó. Bây giờ không đem dĩa theo, chơi sổ sâu vô nướng luôn. Với hai cái chĩa sắp nướng. Ok. Ngon lành. Đây nè. Bên đây có món mới nè. Biết gì không? Biết gì không? Biết cái gì không? Đây là sò tai tượng. Không có dĩ nướng là hơi bị khó nè. Sò tai tượng. Có ốc là không có dĩ nướng là hơi bị khó. Xào xả ớt nha. Bỏ mắm, đường, muối vô là xào xả ớt. Hấp dẫn không? Canh chua sắp chín rồi. Đây xào. Bỏ miếng đường, bỏ mắm vô đây nha anh Tường. Ôi, mấy cái đầu cá đàn thảy vô rồi, canh chua kìa. Rồi chút nướng vô ơi, nhiều lắm rồi. Đấy, miếng mắm vô, xong rồi để xào cái này trong viên gia vị vô là nhất. Hết chanh luôn hả? Bây giờ mình thả cái chai nè. Bây giờ ớt, ốc rồi, ốc rồi. Từ từ nướng con này luôn đi chứ. Ốc gì? Nướng con này không? Không nước. Đây là dục quả. Còn nó nướng đi, còn nó nướng đi. Không có chịu à. Cô ơi, con này ăn chết người. Lấy cái vỏ chén nó trước đi Hòa. Đây mình đang xào sả ớt nè. Ốc xào sả ớt. Để nó sôi lên cái bỏ ốc vô xào. Đây. Vỏ đây nè. Cá nóc nướng. Nhặn chén đi. Đây. Một mâm cá mú nướng đây. Chén. Cá mú nướng canh chua đây. Ngon lành luôn. Tuyệt chủng nữa. Chén bự làm cái gì á? Rồi mai nó bự anh Tường.
7 anh em. Đây 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 đây. Đây. Sao sao lửa bỗng kỳ vậy? Sao đâu chín? Rồi bỏ ốc vô xào. Ê chà chà. Sôi rồi. Nè nó sôi nè. Đổ vô bỏ ốc vô. Bỏ ốc vô xào. Rồi. Nước mắm với đường. Có ngọt không? Có muối không? Hay mỗi muối một đêm á, một đêm không còn hả? Mắm rồi bỏ muối chứ. Sao cái này hồi nãy không bỏ rau muống vô? Ốc vô. Đấy. Rồi. Nãy không bỏ rau muống vô. Cái chén này. Từ từ cho nó sôi cái bỏ vô. Mình đừng muốn cát vô. Cát vô. Rồi đây trả đây. Cát ăn nó sạn sạn sột sột vô đưa giùm cái đây. Chụp cho nó kìa. Vô chăm chăm đi. Ốc xào xả ớt. Nó thấy hết vòng rồi mà. Nào, khó kìa. Ừ, nhiều quá nha. Nè, cái dĩa này nữa nè. Quậy không? Ơi. Có cái dĩa này. Ốc này nó quá to. Ốc này thịt nhiều. Bỏ nó gặp bỏ đó. Bắt cua đã luôn. Cua nó ra ngoài đóng luôn rồi. Cua đó được. Không, cũng cậu nãy mình cá rồi. Nó muối chút cua làm cái muối luôn. Ốc xào xả ớt. Cá nướng. Chút cua gần muối. Canh chua. Ủa này gì nữa? Cá bóp tay. Còn con mai quá trời bự luôn nè. Nên tường bắn còn mai quá bự luôn. Đây. Đây ngọc à. Ngọc. Hồi nãy cái cây á. Ngọc ớt thần thánh đây. Nhiều. Làm thêm cái nữa kìa. 50. 50 hả? Cái gì vậy? Cái nước mắm con canh chua chứ. Cái chấm ớt luôn hả? Cái nước mắm không? Mắm không? Mắm làm chén. Mày nghĩ. Ăn cái này nè. Cái da nè, da nó dai nè. Da này dai sực ngon nè. Chứ chứ nhiều. À, mời mọi người ăn. Sao mà cắt nó kìa. Nó dai bộ da, da ngon bộ. Ngon nướng á. Ăn khỏi uống sữa luôn á. Để nhóc luôn hả? Đem ăn con. Đâu ai ăn đâu, con ăn cái này ba. Tám con ăn con. Ăn hai con. Không con còn rồi. Nè. Con à. Một con con hải tét. Bỏ vô gói mì. Ở hai con trên đây đâu là hai con đây là bắt bỏ vô hùng con còn ở đó có 5 con à chưa hình như cái con ở đây chưa lấy sáu con con chua nè ok đang nấu đã kìa kêu mày ngâm vô đây hai con con sống còn chết đó lấy con sống được chưa chết chụp rồi hai con đầu tiên là con chết bỏ chụp nó muốn rồi trước đâu bỏ mấy con cá này bỏ mấy con cá này trước nè con sống anh ăn rồi đó con cá này nó béo hơn con có mì nãy nữa là hai con béo hơn hồi nãy có mì là anh ăn đó cá lại phù tạt thôi bỏ cho mình chua ăn uống cũng cãi nó béo chết béo rồi chết rồi nó chết rồi nó không còn đó đang nói rồi này này đoạn nè, đã đã không ta nè cua lâu quá bệnh đã nè con bệnh còn hả miệng lâu quá mang cua đã ha hả miệng đã lắm đây ai kìa ốc chín cái gì Vũ ốc thấy để cũng lâu rồi đó nóng lắm à nóng quá chín rồi đó. Đây nè, ăn miếng sữa của con ấy nè. Ủa, quân anh đấy. Sữa con sò tai tượng. Chấm ớt chứ. Nó đã. Vô tay. Rồi tròn béo. Béo mà. Béo lắm, dạng như nó nằm trong cái nó giống như cái sữa con cá vậy đó. Nằm bi gan như trong cái như trứng cá. Sữa trứng sữa con trứng cá. À, béo quá. Béo rồi giống như bông bóng cá không phải như trong cái bầu trứng ăn à, mình ăn mình lâu lâu ăn cá sồng á cái sữa trắng trắng á giống như vậy nè béo trứng cá béo quá hết nổi luôn ê ê quên luôn không người ta biết cảm giác cái mặt mình nó nhăn như thế nào coi ăn một đấm lúc cái dưới luôn giống như người ta thấy à. Ăn như vậy nè bản lĩnh là ừ đang ăn cái gì trên quán cái gì tạc nè đó ai cái gì trên quán trắng trắng rồi bọc lùng lùng nhiều vô quỳ quỳ bữa đi ăn mù tạt cái vừa vô cây mù tạt nè mù tạt của con tằng nè thổi vô này nó bay hơi bớt được chấm mấy muối ớt nó mới ngon trời tại nó lạc giả trơn rồi để gió bay hết trơn thích hơi nha ăn thử đi nha rồi tao nét cho cái ấy nó hết hơi đi mày cho cái hỏi ra hỏi ra lẹ hỏi ra nó lên tới não cái đó chạy mắt cái nó luôn ủa muốn để nước tương vô hả ta để nước tương vô tầng ít quá ha nước tương nó mới lên bỏ nhiều vô nó không có lên xéo
Chứ các bạn xem các bạn hẹn bãi thì lố nó hết mùi rồi. Hôm nay gió dữ rồi. Bữa nay gió lâu cá nó cũng còn nhiều này nó nóng nó đây nó, cá kho mấy nhặt chuông tao chưa bỏ mình điên mày. Mời bố ơi chơi nhìn điện cho anh. Oh shit. Sớm kìa. Không để đi chắc đâu. Đâu chắc nó lúc quy cho nó. Ra rồi. Chắc nó luôn chắc á. Nó quy cho chắc rồi đó. Nhiều giờ không thấy cái nào tiếp không. Khế đó. Mà nuốt nó có dính không à? Giờ á. Giờ vô chưa? Giờ nè. Quấn một cục rau muốn á cho nó tròn tròn vô. Trong quất cái ực. Bảo đảm hết. Muốn sao á? Nhanh nhuyễn á, nuốt vô. Lửa 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 lại. Nhà em nhiện này có rồi. Hoài luôn, ba quận, ba bốn quận rồi đó. Anh luôn với anh nổi gì vậy? Trời ơi, anh nổi rồi. Anh ta chưa uống mà. Rồi, clip cũng cảm ơn mọi người nha. Nếu mọi người thấy cái video của mình hay á, mọi người like, subscribe, đăng ký cho mình cái nha ha. Mấy anh em đi chơi gì nè. Từ bữa tối rồi, chắc khoảng giờ là khoảng 6 rưỡi. 6 rưỡi là mình đang chơi sụp tối vậy đó. Nước rộng hay các bạn, trời đá hết rồi. Nè, đang lên cái đường đi lên nè. Đây. Tối quá chắc các bạn thấy đâu. Thôi, cảm ơn mọi người ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Bye.